Cái bọn cây đẹp đi đâu hết, ở hết đây rồi anh này này. Hả? Cái bọn cây đẹp đi đâu hết, ở hết đây rồi. Vâng, Đặng Thụ xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là tác phẩm Đồng Môn Đại Chí của anh Thành Quán Toan mà vừa được Đặng Thụ chỉnh sửa bông giam để hướng tới triển lãm An Dương. Mời quý vị và các bạn cùng ngắm ạ. Riêng khâu cắt lá đã mất một ngày hai người rồi. Tác phẩm đợt này đã khô và già hơn rất là nhiều so mới về. Quý vị đây xem này, chủ nhân đây, Thành Quán Toan. Chào tất cả mọi người. Anh có đưa nốt Đồng Môn Đại Chí này đi không? Đi hết. Đi hết à? Ui giời, gớm thế.
Đặng Thủ vẫn còn rất là nhiều những tác phẩm đang đợi để được chỉnh sửa, cũng hướng tới triển lãm An Dương. Kết thúc với tác phẩm Đồng Môn Đại Trí, Đặng Thủ sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn những tác phẩm hoàn thiện nữa của các nhà vườn ở Hải Phòng. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuối cùng sau một ngày làm việc của Đặng Thủ, tác phẩm mới của anh Thành Quán Toan đã xong. Công việc của anh Thành bây giờ là tiếp tục nuôi để hoàn thiện tốt. Đặng Thủ chia sẻ với quý vị và các bạn, trời nó cũng hơi tối nên là phim nó không được nét. Phẩm cũng hoàn thiện được khoảng 90% rồi. Sau khoảng 2 năm nữa, tác phẩm sẽ được đi chơi. Vâng, cuối ngày Đặng Thủ xin chúc quý vị và các bạn có một bữa tối bên gia đình thật là ngon miệng, hạnh phúc, vui vẻ. Đặng Thủ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ Đặng Thủ trong quá trình vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.